Hàng ngày chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều những lựa chọn trong cuộc sống. Bạn sẽ chọn công việc hay tình yêu? Bạn sẽ chọn sự nghiệp hay gia đình? Với mỗi lựa chọn đó, chúng ta luôn muốn làm được nhiều hơn, làm được tất cả. Tuy nhiên, liệu có thể làm được tất cả điều này hay không? Liệu chúng ta có thể cân bằng mọi thứ được hay không? Và hãy dừng lại suy nghĩ một chút. Các bạn hãy hỏi lại bản thân mình, bạn có đang bận không? Hàng ngày, nếu như bạn đang vùi đầu vào công việc, chạy deadline, bạn phải hoàn thành một dự án, bạn phải luôn luôn đi sớm về muộn, bạn phải chạy một KPI nào đó, bạn đang phải cố gắng gồng mình lên để làm rất nhiều thứ. Hay chỉ đơn giản, bạn đang ở nơi làm việc nhưng bạn vẫn phải đang băn khoăn suy nghĩ những công việc về mối quan hệ của bạn, về gia đình của bạn. Đó là những biểu hiện của việc bạn đang mất cân bằng cuộc sống. Và đấy cũng là chủ đề ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn. Có thể nói người trẻ ngày nay các bạn tài giỏi, nhiệt huyết và vô cùng năng động. Các bạn được sinh ra trong một thế hệ đầy đủ về vật chất và đầy đủ các điều kiện để có thể thành công. Tuy nhiên, đó cũng chính là áp lực đặt lên các bạn. Bố mẹ, những người xung quanh muốn các bạn thành công hơn. Khi các bạn lên mạng xã hội, các bạn sẽ thấy bạn bè mình thành công hơn, những người khác, những người xung quanh của mình hạnh phúc hơn. Họ khoe những thành quả, họ khoe những kết quả và bạn trở nên áp lực. Và liệu rằng chúng ta có thể làm được tất cả hay lựa chọn một cuộc sống cân bằng hơn, hạnh phúc hơn? Vậy làm sao để có thể cân bằng được cuộc sống? Trước đây tôi đã từng làm việc 18 tiếng một ngày. Tôi cũng đã từng chia tay bạn gái vì không có thời gian để yêu đâu. Và tôi nghĩ rằng là mình cần phải dành thời gian nhiều hơn cho công việc để thành công hơn, để nỗ lực nhiều hơn. Tôi đã từng 3 tháng không nhắn tin, không hỏi thăm, không quan tâm bố mẹ. Mặc dù bố mẹ vào viện mà tôi cũng không biết điều đó. Và tôi cứ cố gắng nỗ lực hàng ngày như vậy để có một kết quả tốt hơn trong công việc. Và rồi sau những tháng ngày cơ cực, mệt mỏi, những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây tôi chợt nhận ra một điều là tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc vì mình đã không biết sớm hơn. Rốt cuộc chúng ta đang nỗ lực hàng ngày để làm gì? Có lẽ câu chuyện về chàng tiểu phu đốn củi sẽ giải thích sâu sắc hơn suy nghĩ của tôi về điều này. Chàng trai nọ được nhận vào làm một xưởng gỗ và được ông chủ giao cho công việc đốn gỗ. Anh vác chiếc rìu của mình lên vai, đi vào rừng sâu và chặt những cây gỗ. Sau ngày làm việc đầu tiên, anh mang về 18 cây gỗ. Ông chủ hài lòng và vỗ vai khen ngợi. Ngày tiếp theo, anh chặt 20 cây, 25 cây, rồi 30 cây. Đến ngày thứ 5, thì anh chỉ chặt được 18 cây. Và anh nghĩ rằng, tại sao mình lại đi xuống như vậy? Và anh quyết tâm đến ngày thứ 6, cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Anh không nghỉ một phút nào. Và kết quả cuối cùng cũng chỉ được 16 cây. Và anh tìm đến ông chủ rất buồn và hỏi: "Ông chủ ơi, tôi đã từng cố gắng nỗ lực như vậy, nhưng tại sao tôi lại không đạt được số gỗ nhiều hơn?" Và ông chủ vỗ vai ân cần và hỏi: "Lần cuối cùng anh mài rìu là khi nào?" Thực tế, chàng tiểu phu không phải là ví dụ cá biệt cho hình ảnh những người mải miết chạy theo mục tiêu đề ra mà quên mất chúng ta cần phải mài rìu, tức là phải nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe hay nâng cấp bản thân mình thì mới có thể thành công trọn vẹn nhất. Đôi khi, con người chỉ vội vã nhìn thấy những thành công ở cuối hành trình mà quên mất những trái ngọt là chính trên con đường mà chúng ta chinh phục cái hành trình ấy. Người tiểu phu tự hào khi đếm số lượng gỗ mình chặt hàng ngày, mải miết chạy theo những lời khen của ông chủ mà quên mất việc duy trì những thành tựu đó như thế nào. Về cơ bản, khi chúng ta cố gắng nỗ lực để hoàn thành một công việc nào đó mà quên đi mất nhìn lại bản thân mình, mài rìu cho bản thân mình, sẽ khiến chúng ta bị cuốn theo vòng xoáy và áp lực trong công việc cũng như cuộc sống. Vậy làm thế nào để có thể cân bằng cuộc sống? Tôi xin chia sẻ 4 sự trải nghiệm và góc nhìn của tôi để giúp các bạn có thể cân bằng hơn trong cuộc sống của mình. Điều đầu tiên, để chúng ta có thể cân bằng cuộc sống, hiểu bản thân mình. Khi chúng ta biết được rõ mình mạnh gì, mình yếu gì và mình đi đến đâu, thì đó cũng sẽ là khơi nguồn cho việc chúng ta sẽ biết rằng cái hành trình chúng ta đang đi sẽ như thế nào. Bản thân tôi đã từng nỗ lực cố gắng để mở một công ty, để rồi tôi phải làm tất cả những công việc trong công ty từ những việc nhỏ nhất. Và có lúc tôi đặt ra câu hỏi: tôi đang nỗ lực điều này để làm gì? Từ lúc đó tôi hiểu ra được rằng mình mạnh về mặt nhân sự và mình có thể hỗ trợ về mặt nhân sự, chứ mình không giỏi về mặt tài chính. Và tôi cố gắng làm những công việc sổ sách và tài chính khiến tôi vô cùng căng thẳng và áp lực. Và việc chúng ta hiểu rõ được đâu là điểm yếu,
và điểm mạnh của mình sẽ khiến các bạn cũng thoải mái hơn, vui vẻ hơn khi các bạn làm vào đúng những điểm mạnh của mình. Và bạn biết rằng nói không với điều gì, bạn biết rằng bạn sẽ phải từ bỏ những điều gì mà mình không thể làm được. Điều thứ hai, chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Như bạn đã biết, chiếc giường đắt nhất đó chính là chiếc giường bệnh. Nếu chúng ta cứ cố gắng, nỗ lực làm việc, quên ăn, quên ngủ để sức khỏe của mình đi xuống, thì một ngày nào đó các bạn sẽ phải trả những số tiền rất lớn mình kiếm được cho giường bệnh. Và khi chúng ta bị bệnh, chúng ta sẽ không có thời gian, chúng ta không có tâm trí để làm bất cứ thứ gì ngoài việc làm sao để mình khỏe mạnh hơn. Chúng ta hãy tập thể dục, chăm sóc sức khỏe, tập yoga, hãy ăn uống điều độ, hãy nghỉ ngơi điều độ hợp lý. Giống như trong câu chuyện trước đây, nếu những người tiểu phu cố gắng nỗ lực chặt nhiều hơn, dùng nhiều sức khỏe mình hơn, thì người tiểu phu sẽ yếu đi. Rõ ràng, người tiểu phu sẽ không chặt được nhiều củi hơn. Nhưng nếu người tiểu phu dành thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và mài dìu, thì rõ ràng người tiểu phu đó sẽ có thể chặt được nhiều hơn so với ngày hôm qua. Nếu chúng ta biết cách nghỉ ngơi hợp lý, chúng ta sẽ có cho mình những nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày để làm việc hiệu quả. Và điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là quản lý thời gian một cách hợp lý. Tôi là một người rất yêu thích vật lý, và tôi xin phép lấy công thức vật lý T bằng S trên V để ví dụ cho việc quản lý thời gian này. Việc T ở đây là thời gian, S chính là khối lượng công việc, V chính là vận tốc chúng ta làm việc. Và làm thế nào để chúng ta có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân, làm thế nào để chúng ta làm việc hiệu quả hơn? Rõ ràng ở đây chúng ta sẽ nhìn nhận ở hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, làm thế nào để tối ưu khối lượng công việc. Rõ ràng lúc này chúng ta phải nói không với những điều không quan trọng và chúng ta nói có với những điều quan trọng hơn. Việc quản lý thời gian là cách sắp xếp thời gian một cách khoa học, hợp lý và lựa chọn những công việc quan trọng. Điều thứ hai là vận tốc. Vận tốc ở đây chính là việc chúng ta nâng cao năng lực của mình để làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Các bạn cần phải thường xuyên mài dìu, cần phải thường xuyên trau dồi, học tập để nâng cao năng lực bản thân. Từ đó chúng ta mới có thể làm việc tốt hơn. Và cuối cùng, hãy chấp nhận rằng sẽ không có sự cân bằng hoàn hảo cho công việc và cuộc sống. Cân bằng dường như là một điểm động, bởi vì thế giới luôn thay đổi, chúng ta luôn phát triển mỗi ngày. Điều cân bằng chính là sợi chỉ hướng chúng ta tới, chúng ta cần phải làm điều gì tiếp theo. Vì vậy, đừng cố gắng tạo áp lực cho mình một cuộc sống phải cân bằng tất cả mọi thứ. Các bạn hãy chấp nhận rằng mọi thứ đều không hoàn hảo, và chúng ta có thể hướng tới những điều cân bằng từng ngày để chúng ta thay đổi bản thân mình trong quá trình hoàn thành công việc mỗi ngày. Và đừng cố gắng nỗ lực áp lực để chúng ta đạt sự cân bằng mọi thứ. Hãy nhẹ nhàng, hãy thoải mái, làm sao bạn thấy hạnh phúc, thấy vui vẻ và thấy ý nghĩa trong cuộc sống là được. Đôi khi chúng ta mải miết chạy theo tương lai mà quên mất việc chăm sóc bản thân ở hiện tại. Hãy để tâm trí của bạn bắt kịp với cơ thể của bạn và bình tĩnh đi tìm cơ hội có được công việc đúng với thế mạnh của bản thân. Việc mà bạn thực sự sẵn sàng cống hiến và học hỏi chứ không phải hoàn thành cho xong công việc. Với sự thay đổi liên tục của xã hội ngày nay, không có trạng thái cân bằng là vĩnh viễn. Hãy tìm sự cân bằng động trong bản thân. Khi luôn hướng tới sự cân bằng thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được nó.